test lại một vài phút trước khi gọi con Pioneer 722N160, một trong những con âm ly top đầu của hãng Onkyo, âm ly cổ 8 sò sắt rất nặng, hàng VIP, trên sơn giả da, dòng chữ ký, tiếng mê mệt luôn. Lớp cấp độ này và cấp độ trên là mạnh nhất, ở giữa là không có cắt tần, hai cái này cũng cắt tần. Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây, thương lá vàng của bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bằng khốn chữ ngờ. Phố đêm lạc loài hướng đi